Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay mời các bạn xem bản tin lo sợ bại lộ điều gì mà chính quyền vội vã bịt miệng bà Nguyễn Phương Hằng. Ngòi nổ Nguyễn Phương Hằng trong 3 tháng vừa qua đã công phá tan nát tượng đài thần y Võ Hoàng Yên. Bà đã lột mặt nạ ông thần y này thành lang băm. Tiếp theo là nghệ sĩ Hoài Linh. Từ chỗ là người ủng hộ ông Võ Hoàng Yên thành người dính bê bối hơn 13 tỷ đồng làm từ thiện. Rất nhiều người trong giới nghệ sĩ lần lượt bị vạch trần. Bà Nguyễn Phương Hằng hiện nay thành một con người có độ thu hút bậc nhất trong mạng xã hội. Người Việt Nam hóng tin bà từ rất lâu. Điều đang nói là ông Võ Hoàng Yên không những được giới nghệ sĩ ủng hộ mà còn được chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam ủng hộ và thừa nhận. Võ Hoàng Yên bị vạch trần là người lừa đảo, là lang băm làm không biết bao nhiêu người đang lo sợ danh tiếng bị nhuộm đen, trong đó có cả chính quyền Việt Nam. Có thể nói nhờ bà Nguyễn Phương Hằng và bức tranh làm từ thiện và mối quan hệ ẩn giấu giữa giới nghệ sĩ với Võ Hoàng Yên và giữa chính quyền với ông Võ Hoàng Yên càng ngày càng bị phơi ra ngoài ánh sáng. Như một quân cờ domino, một khi Võ Hoàng Yên bị bợm lừa đảo thì những mối quan hệ quanh ông này cũng khó mà trong sạch. Đây là hình ảnh bà Nguyễn Phương Hằng trong một lần live stream gần đây. Sau khi bị ông bà chủ Đại Nam bóc phốt đến nay đã gần 3 tháng, thần y Võ Hoàng Yên câm như hến, không có bằng chứng nào được trưng ra để cứu vãn danh tiếng bị đổ nhào. Tiếp theo, nghệ sĩ Hoài Linh cũng bị tổn hại danh tiếng nghiêm trọng vì bản thân ông dù có clip công khai thanh minh, nhưng mạng xã hội thấy ông vẫn chưa thành là thật và thật lòng. Và tên tuổi ông vẫn chẳng những không được cứu vãn mà còn bị chìm sâu hơn. Điều mà giới nghệ sĩ và chính quyền sợ nhất ở bà Nguyễn Thị Phương Hằng là bà Hằng dường như không ngán ngại ai cả. Hễ ai có chút liên quan với ông Võ Hoàng Yên là bà moi ra hết. Mà bà moi ra người nào thì đổ người ấy luôn. Đảng Cộng sản Việt Nam quan sát điều này, ắt hẳn họ rất sợ. Mặc dù bà Nguyễn Phương Hằng luôn miệng chửi bọn phản động nước ngoài vân vân. Và dư luận cho rằng khi thần tượng sụp đổ thì chính quyền cũng hoảng hốt. Nghệ sĩ Hoài Linh có 12 triệu người theo dõi. Nghệ sĩ Trấn Thành có đến 17 triệu người theo dõi. Xã hội vốn đặt niềm tin rất lớn vào những nghệ sĩ như thế này. Họ có tiếng và họ có tiền. Người dân nghĩ họ có tiếng lớn đủ để không bán rẻ danh tiếng bằng tiền. Người dân cũng nghĩ họ có tên tuổi và đủ tiền nhiều để không có lòng tham. Đó là lý do chính người dân gửi vào tài khoản của họ để làm từ thiện rất nhiều. Tuy nhiên, những gì đằng sau đó không hẳn như mọi người vẫn nghĩ. Có rất nhiều sự mờ ám mà chỉ cần bà Nguyễn Phương Hằng livestream phát truyền hình trực tiếp, gọi tên ai thì người đó bị đổ luôn. Đây là hình ảnh nghệ sĩ Hoài Linh dính phốt. Suốt trong 3 tháng qua, bà chủ Đại Nam liên tục đăng đàn công kích. Khi bà nhắc đi nhắc lại thì công chúng lại được dịp nghe đi nghe lại và nghe đến lúc người nghe phải đặt câu hỏi. Và khi người dân biết đặt câu hỏi thì vấn đề trở nên rất phức tạp. Đã là gian dối thì khó mà trụ vững được trước những đòi hỏi minh bạch. Nghệ sĩ Hoài Linh bị đổ theo cách như vậy. Đến nay, khi tự lập riêng cho mình một kênh YouTube, bà Phương Hằng đã thu hút đến nửa triệu người sẵn sàng bỏ thời gian dán mắt vào màn hình vào ngày giờ vàng để ngắm bà chủ Đại Nam thỏ thẻ. Quý vị thả tim cho em đi quý vị. Đứng trước lực hấp dẫn của kênh YouTube của bà Phương Hằng, chính quyền cảm thấy hệ thống tuyên giáo của họ bị lung lay. Người dân không còn quan tâm đến nhà nước nói gì nữa, mà họ chỉ quan tâm thử xem bà Phương Hằng bóc phốt từng người một. Chính quyền này là chính quyền chuyên xây dựng lòng tin người dân bằng tuyên truyền dối trá. Họ cần người dân chú ý đến họ và chỉ biết nghe và tin, không được đặt câu hỏi tại sao. Điều mà chính quyền này sợ nhất là sự ngã nhào theo kiểu quân cờ domino. Lòng tin mà nhiều người đã tin vào Đảng Cộng sản thì giờ họ lại tỏ ra nghi ngờ và giữ khoảng cách. Câu hỏi đặt ra là vì sao chính quyền lại chặn họng bà Nguyễn Phương Hằng? Vào ngày 29 tháng 5, chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã ra tay chặn họng bà Phương Hằng, buộc bà cam kết thôi, không livestream nữa. Theo báo chí, thì Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh đã làm việc với phía bà Phương Hằng và bà đã cam kết không livestream. Trên trang fanpage
Trường Đua Đại Nam Office vào sáng ngày 29 tháng 5 cũng thông báo là bà Phương Hằng trả lời báo chí sáng ngày 29 tháng 5, ông Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục Phát thanh và Truyền hình và Thông tin Điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông xác nhận ông đã trao đổi với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh để xử lý vụ việc bà Phương Hằng gần đây livestream thóa mạ chửi bới một số cá nhân và nghệ sĩ. Ông Phúc cho biết Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh đã làm việc sơ bộ với phía bà Phương Hằng và họ cam kết thôi không livestream. Đây là hình ảnh chính quyền đã ngăn cản bà Phương Hằng livestream phát hình trực tiếp. Về lý do tại sao chính quyền nhảy vào sự việc này thì Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh nói rằng họ đã nhận được văn bản từ Hội Nghệ sĩ sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh và phản ánh của việc bà Phương Hằng gần đây liên tục livestream phát hình trực tiếp xúc phạm thóa mạ nhiều nghệ sĩ thuộc hội. Vào ngày 28 tháng 5, đồng thời với việc trao đổi với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh về việc với phía bà Phương Hằng yêu cầu dừng livestream thóa mạ xúc phạm nhân phẩm các cá nhân, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã có văn bản đề nghị các tỉnh thành tăng cường công tác quản lý, xử lý đối với các đối tượng livestream phát hình trực tiếp xúc phạm danh dự, nhân phẩm của các tổ chức, cá nhân khác, sử dụng ngôn ngữ phản cảm, vi phạm thuần phong mỹ tục. Có thể nói rằng cụm từ thuần phong mỹ tục là một nhận xét đầy cảm tính. Nó không đánh giá đúng mực những hành động của bà Hằng, bởi nó cần nhận xét đầy đủ định tính. Xã hội vốn đã rất nhiều lần chỉ trích chính quyền đã lạm dụng từ thuần phong mỹ tục, nhưng cho đến nay họ vẫn không hề sửa. Nó là một thứ công cụ mà chính quyền hay lạm dụng để che đậy cho hành động mà họ muốn làm gì thì làm. Livestream phát hình trực tiếp gần đây của bà Phương Hằng đúng sai là do pháp luật quyết định. Nếu phía bị bà Hằng lên án có thấy oan ức thì có thể đâm đơn kiện ra tòa án để đấu nhau về mặt pháp lý. Thế mới là văn minh. Ban đầu không ai nghĩ bà Nguyễn Phương Hằng gây ra sự nghi ngờ của người dân đối với hàng loạt các văn nghệ sĩ. Đặc biệt là trong tháng 3, trong 3 tháng livestream, phía nghệ sĩ đã phản ứng một cách yếu ớt. Điều đó cho thấy họ có dính phốt thật. Có điều ra người ta sẽ khui đến đâu mà thôi. Sao Việt Nam đã bị bao trùm quá nhiều kẻ không tử tế, mà quan trọng nhất là sự thiếu tử tế của chính quyền. Với sức hút như bà Nguyễn Phương Hằng, mà bà tiếp tục đào sâu hơn nữa thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Đã là hiện tượng domino thì rất khó mà có thể xác định các con cờ sẽ rẽ ngang và không biết đến bao giờ nó sẽ được dùng đến. Và điều gì sẽ diễn biến tiếp theo. Và dư luận cho rằng chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam phải chăng đang rất run sợ. Ông Lang Băm Võ Hoàng Yên đã bị đổ, mà ủng hộ ông Võ Hoàng Yên là rất nhiều chính quyền địa phương. Ai cũng biết quan chức ở mọi cấp chính quyền, trong cái chế độ này nó luôn tham lam. Cấu kết không có sự chia chác từ ông Võ Hoàng Yên thì khó mà có chuyện chính quyền ở các địa phương ủng hộ ông ta cho được. Bây giờ bộ mặt lừa đảo của ông Võ Hoàng Yên thì đã rõ. Nếu bà Nguyễn Phương Hằng livestream phát hình trực tiếp, rất có thể câu chuyện cấu kết giữa chính quyền địa phương và ông Lang Băm lừa đảo lại bị lộ thì rất nguy. Đó mới là vấn đề mà Đảng Cộng sản Việt Nam đang lo sợ. Đây là hình ảnh sức hút của livestream truyền hình trực tiếp mà bà Phương Hằng thực hiện là rất lớn. Hiện nay bà Nguyễn Thị Phương Hằng đã không còn phát livestream truyền hình trực tiếp và vấn đề về các nghệ sĩ cũng lắng xuống. Không biết bà Nguyễn Phương Hằng ngoài bà ra còn có ai bóc phốt giới nghệ sĩ nữa hay không? Nếu bà Nguyễn Phương Hằng bị cấm livestream, ấy là điều đáng tiếc. Xã hội Việt Nam cần phải có những người làm sạch nó. Dù cho không thể làm sạch thì khuấy lên những gì thối tha để nhờ người dân biết mà tránh. Xã hội xấu xa, nói cho cùng, kẻ chịu hậu quả nhiều nhất vẫn là người dân. Nếu cái tối bị chặn và cái xấu tiếp tục tung hoành thì xã hội này sẽ không biết đi về đâu. Sống dưới chế độ cộng sản thì cái xấu rất khó bị phát hiện vì chế độ này nó chủ trương che đậy. Lòng tin ở xã hội này vốn đã rất hiếm hoi thì nay càng trở nên khan hiếm hơn. Không biết sau những khi mặt nạ bị rớt xuống thì dân còn biết tin vào ai. Và cũng không còn ai để mà tin nữa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay với bản tin lo sợ bại lộ điều gì mà chính quyền vội vã bịt miệng bà Nguyễn Phương Hằng.
Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn.